Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video. Chắc đây có lẽ là video cuối cùng của mình rồi. Từ video này trở đi, nếu mình có làm thì chắc là mình cũng không thể bình luận được nữa. Bởi vì muốn duy trì được kênh thì phải có kinh phí, mà hiện tại thì làm cái này cũng chỉ là đam mê mà thôi, chứ nó thực sự chưa có giúp mình được cái gì hết. Đó. Nên là mình cũng rất là mong các bạn có thể xem hết video này của mình. Là một video mình đánh lên danh tiếng Anh. Trong cái trận cuối cùng này thì mình đảm nhiệm cái vai trò là solo đường. Thực sự thì mình chả biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, luôn dõi theo mình. Thực sự một phần cũng là do các bạn ủng hộ mình, và một phần là bản thân mình cố gắng. Và trong thời gian sắp tới, thực sự là trong cái khoảng thời gian trong năm nay thì mình sẽ dừng làm việc video lại. Tức là từ cái video này trở về sau nữa thì chắc chắn là mình sẽ không làm video nữa. Chơi game mình có thể là mình sẽ chơi, nhưng mà mình cũng không có thời gian để làm video, up video cũng là bình luận video cho mọi người xem. Và các bạn cũng chắc chắn một điều là các bạn cũng không còn thấy phiền khi mà mình up video lên có thông báo rồi. Đó là về một chút tâm sự của mình như vậy mà thôi. Thực sự bây giờ nói chung là thời gian chơi cũng hết rồi. Thời gian sinh viên của mình đến đây là cũng hết rồi. Nói chung là nó cũng rất là vui luôn, bởi vì trong khoảng thời gian này mình thích muốn làm gì thì làm. Nói chung là chơi bời suốt ngày luôn. Nhưng rồi sau cái khoảng thời gian chơi đó thì sẽ phải bắt đầu vào sự nghiệp, vào cái công việc chính của mình, chứ không phải là những cái gọi là chơi bời này nữa rồi. Có thể sang năm mới, vào năm 2020, mình sẽ quay trở lại với gọi là một chút sự khác biệt hơn. Chứ thực sự hiện tại nói chung là tiền mình tôm còn chưa có, chứ đừng có nói là những cái tiền gọi là kinh phí làm video. Thực sự làm nó, thứ nhất là nó cũng rất là mất thời gian, tốn thời gian và rất là tốn công sức, và nó không cho mình được cái gì. Thực sự mình cũng không thể duy trì như thế mãi được. Và trong thời gian sắp tới, vào năm 2020, mình hứa là mình sẽ trở lại với diện mạo ok hơn, mua nhiều gọi là đầu tư trang thiết bị ok hơn. Đó. Bây giờ nếu mà có chơi game thì mình cũng chỉ gọi là duy trì đăng nhập mà thôi. Tức là mình sẽ cố gắng gọi là mỗi ngày đăng nhập cùng làm chơi được 1 đến 2 trận. Đó thì đó là về cái tâm sự chút nhỏ nhỏ của mình mà thôi. Trong trận đấu này mình cầm Sennel, bởi vì vị tướng Sennel là mình rất là yêu thích vị tướng này. Hầu như đấu hạng là mình đều cầm vị tướng này mà thôi. Đó, những cái trận quyết định như là lên bậc hay là lên rank thì mình hầu như đều chơi cái vị tướng này. Đây là một vị tướng hỗ trợ trợ thủ mà thôi, và thực sự độ ngầu của vị tướng này thì không phải bàn được mọi người ơi. Đây là một vị tướng đỡ đòn, và cũng là một vị tướng gây sát thương rất là ok. Nói chung là mình chả biết nói gì hơn về trang bị của game. Thì ở những cái video trước mình làm về vị tướng này thì mình cũng đã nói qua rồi. Bảng ngọc thì cũng là bảng ngọc tanker, và trang bị nói chung là phong cách lên trang bị của mình thì nó vẫn như vậy, nó không có gì thay đổi cả. Solo đường thì thay vào cái trang bị phụ trợ thì sẽ lên vào đó là cái gì Levitam mà thôi.
Thôi khó chịu một chút, trời ơi, cứu cứu. Thôi có lên bảng không ta? Ôi may quá chưa lên bảng mọi người ơi. Suýt nữa thì mình die rồi. Nhưng mà fan này mình vẫn chưa die. Một vấn đề nữa là nói chung các bạn hiện tại các bạn mà theo đuổi cái gì thì các bạn cứ theo đuổi, cố gắng hết mình đi, đừng từ bỏ nó. Mình thì hiện tại mình không phải từ bỏ đâu, nhưng mà mình chỉ là dừng một thời gian mà thôi. Đó, trong thời gian sắp tới mình sẽ hứa quay trở lại và video của mình sẽ chất lượng hơn. Tìm bạn đông quá phải bỏ về thôi. Nói chung là không mất mát cái gì cả, cũng không sao cả. Trời, tìm bạn ăn xe ra này. Cướp xe ra đi bạn ơi, trời. Ok, cướp lại xe ra rồi mọi người ơi. Ok, bạn Triều Vân đánh rất là hay luôn. Và mình bắt được chủ lực của team bạn mất rồi. Thực sự đây là một trận đấu lên tinh anh nam mà thôi, không phải là lên cao thủ. Nếu mà chưa có cái bậc danh mới thì sẽ là bậc cao thủ, nhưng mà bây giờ có thêm bậc danh tinh anh mới. Và đây là trận thứ 93 của mình đánh được 93 trận hạng từ mạch kim 3 lên đến tinh anh nam. Sự 93 trận hạng với mình cũng khá là nhiều, nhưng mà với một số bạn mà chơi chăm chỉ thì nói chung là 93 trận hạng nó rất là bình thường. Chúng chỉ các bạn, nếu mà các bạn chơi chăm chỉ cùng lắm là 3-4 ngày các bạn có thể chơi được 93 trận rồi. Bản thân mình thì danh với mình không quan trọng nên là mình không tập trung leo danh. Với mình game cũng chỉ là giải trí mà thôi, chứ không phải là cái gì đó có cái gì đó quá là quan trọng. Thì mình có Alistair, Bart Morat rất là hay luôn. Trời ơi, không ổn rồi. Suýt nữa mình lên vào cái số thế. Con rồng thả ra nó đẩy được cái trụ. Hiện tại team mình đang có lợi thế nha. Ok, và đây là cái trụ thứ 2 của đường giữa. Thực sự thì hiện tại 5 giờ sáng mình sẽ dậy sớm để gọi là up video xong từ khoảng thời gian 6 giờ trở đi là mình sẽ về nhà, và nói chung là về nhà thì không có mạng để up video đó. Thực sự nhà mình còn thế. Nói chung là sóng có sóng 4G chơi game là một vấn đề rồi, còn lát được wifi hay không nó còn là một vấn đề rất là lớn nữa. Và nhà mình nói chung là chả có điều kiện gì cả. Bản thân mình thì cũng cố gắng thôi, nói chung là cố gắng được bao nhiêu thì hai bấy nhiêu. Ôi trời, đánh nhau to rồi mọi người ơi. Team bạn mà fan này mà chỉ là team mình có cơ hội thắng nha. Rồi, đẩy chủ mọi người ơi. Ok, mình sẽ bang chủ luôn nha. Và trong video của mình, trận đấu này cũng đã kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và hẹn gặp mọi người trong video trong thời gian là năm mới nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là check một chút cái nick của mình.
và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem video của mình. Hiện tại cái điện thoại của mình nói chung là cũng không ổn lắm rồi. Sắp tới thì mình sẽ mua cái điện thoại mới chứ không thể mà dùng cái này mãi được. Điện thoại này mình mua từ 2017 rồi. Tên là Xiaomi Redmi Note 4X. Bởi vì cái thời gian mà mình chơi sẽ là mình quay sẽ là một lúc khác, và cái lúc mình bình luận thì nó sẽ là một thời điểm khác, nên là các bạn đừng có gai gắt ở cái điểm này. Hiện tại mình bình luận đang là 5 giờ sáng, 4 giờ sáng nha. Đó, mình gọi là mình cố gắng dậy sớm sớm để bình luận mà thôi. Ok, là lịch sử đấu của mình chỉ có leo danh đơn và mình không có đồng đội hay này nọ. Ok, cho các bạn xem luôn. Đây là lên tiếng Anh thì chúng ta sẽ nhận được 50 ruby và cái thẻ MVP. MVP sẽ được nhận 2 sao, hoặc là thua cũng không mất sao. Đây, mình chơi được 93 trận, thắng 61 trận và hiện tại là tiếng Anh 5. Ok, tạm biệt mọi người nha.